Đây nè các bạn, mình mới xuống hai cây cần, hai cái phao nằm ở ngoài xa, các bạn thấy không? Thì bây giờ nước đang lớn, nước đang vô, mình câu đêm á thì nó kênh nước lớn như vậy nè, nước đang vô nè, mình câu đêm á thì nó hiệu quả lắm nha các bạn. Câu nếu mà câu mình tôm sống á nha. Thôi khỏi, cá ăn lúc phao thôi, khỏi cầm. Lúc anh kéo cho Bậy, lúc phao từ từ, để tao chỉ cho mày kéo. Mày sắp được nó. Cá các bạn, cá nóng phao chưa, đứng là lọc 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 bên tàu đi, quay 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 cầm máy cầm máy cầm máy. Dính các bạn ơi. Dính dính đây này các bạn. Đấy, mới quăng xuống luôn. Thùng phức luôn. Cái tồi đâu? Cái tồi. Hơi quả quá sao. Ok, nhẹ nhẹ. Rồi. Dính cái nha các bạn. Bỏ vô cái tàu 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 này là cái tàu bự, cái xe tàu bự, cá bự là một xe tàu bự, tàu này tàu 3 tầng. Dính nữa rồi các bạn ơi. Ê, ê. Dối dây vậy các bạn ơi. Rồi. Gỡ cá bỏ vô luôn. Nói gió kệ nó, tính sao? Quá bự. Đây nè các bạn, mình câu từ lúc tối cho tới trời sáng luôn mà dính được có hai cái chẽm như con cá măng rồi các bạn. Cá măng thì chắc mới dính à, còn hai cái chẽm dính có cửa tối mình có quay được cho các bạn xem á. Bây giờ hai con cá măng thì ý, một con cá măng thì quay không được, thì cá măng mình phải làm lẹ kéo lẹ, bây giờ mình không có kịp mở máy quay cho các bạn xem. Các bạn thấy không, mặt trời nè, mặt trời đã lên rồi, lên lâu rồi mà tại đám mây. Còn sống.
Rồi quăng đi. Anh em mình nó quăng nè các bạn. Đâu mà buồn ngủ luôn á. Mà thiệt luôn. Quăng đi. Ừ, coi mà các bạn coi nó quăng nè. Trời ơi, chúng mình chứ bơm vớt xuống. Ăn các bạn ơi, cá ăn cá ăn. Dính nè các bạn. Trời ơi, con cá nó phóng như tên lửa vậy. Dính nè các bạn. Ok. Cá này à, cái cần em vớt. Vớt nữa. Tỉnh á. Bị kéo nữa hả? Lùng ơi, kéo tòi mở gút dùng bên hai em. Tao hôm nay nó giật rồi gió luôn á. Không không. Để nó không sao. Giờ mốt bò vô nha các bạn. Thằng em mình nó ngồi nó canh cây cần bên kia kìa. Đó, các bạn thấy không? Mình á thì bên đây. À, mình cho các bạn coi cái phao của nó nè. Không biết tối quá các bạn thấy không đó.
đỏ 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 đó. Mình thì bên đây. Giờ này chắc cũng 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. Trời nó lên cao rồi các bạn, mà tại vì nó vướng mây á, vướng đám mây á, bởi vì nó không có nắng. Để mình dính mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn, đây là mấy con cá mà mình câu dính nè. Đem đây là đây. Đây là các bạn. Ok. Cá đẹp, cầm cầm cao lên là. Ba con chẽm nha. Ba con chẽm một con mà. Tùng quá tùng. Rồi, thôi mình kết thúc video clip luôn nha các bạn ha. Câu tới giờ hình như là nó hết ăn rồi. Nó hết ăn rồi, hôm mình về nha các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye các bạn.